Tối ngày 16 tháng 5, đã có rất nhiều người hâm mộ thủ đô đón chờ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trở về nước sau chiến thắng vang dội. Mờ ảo 21:30 tối ngày 16 tháng 5, huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài sau thắng lợi vinh quang tại SEA Games 32. Rất đông người thân cùng người hâm mộ đã chờ từ lâu để đón huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng những cô gái vàng của thể thao Việt Nam trở về. Những tiếng hò reo vang dội chúc mừng cho chiến thắng của các cô gái. Nhiều người đã không giấu nổi niềm vui khi có thể được chụp ảnh cùng vị huấn luyện viên làm nên những huyền thoại cho bóng đá nữ Việt Nam. Ông Đinh Anh Tuấn ở Sóc Sơn, Hà Nội dù phải ngồi xe lăn nhưng vẫn quyết tâm đến sân bay để gặp được người huấn luyện viên mình ngưỡng mộ. Anh Tuấn xúc động, lần đầu tiên đội tuyển bóng đá nữ 4 lần liên tục vô địch SEA Games, cả Đông Nam Á chưa nước nào có thể làm được điều này. Tôi rất phấn khích khi chứng kiến đội tuyển bóng đá nữ, dù các bạn bị chấn thương nhiều, nhưng với lòng quyết tâm đã làm nên nhiều kỳ tích. Hôm nay tôi ở đây để đợi huấn luyện viên Chung cùng các cầu thủ trở về nước sau một hành trình dài giành huy chương vàng. Bó hoa này thay lời cảm ơn của tôi gửi đến huấn luyện viên. Quả thực đây là một kỳ SEA Games quá tuyệt vời và mang lại nhiều cảm xúc nhất đối với tôi.